bạn đã quay trở lại nơi cập nhật những thông tin bóng đá quốc tế mới nhất, nhanh nhất và nóng nhất dành cho người hâm mộ. Trước khi đến với nội dung chính trong ngày hôm nay, các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh và nhấn nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ chúng tôi. Và sau đây là những nội dung chính trong ngày hôm nay. Onana chính thức công bố gia nhập MU. Romano xác nhận MU chiêu mộ Arsen Disasi. Tương lai của Greenwood bị đặt dấu hỏi lớn. Nhà Glazer trả giá cực đắt, MU chắc chắn đón chủ mới. Onana chính thức công bố gia nhập MU. Thủ môn Andre Onana xác nhận gia nhập MU nhưng nói rằng anh sẽ trở lại Inter thêm một ngày nào đó. Trong cuộc phỏng vấn tờ báo Italia Gazzetta dello Sport ngày 18 tháng 7, Onana nói rằng anh đã từ biệt các đồng đội ở Inter sau một mùa giải gắn bó. Tôi sẽ gia nhập một giải đấu lớn trong một đội bóng giàu truyền thống tương tự như Inter, anh nói. Tôi chấp nhận thử thách mới cùng huấn luyện viên Erik ten Hag, người từng là thầy của tôi. Chơi bóng tại ngoại hạng Anh cùng màn đỏ là viễn cảnh hấp dẫn và tôi cũng muốn vô địch Champions League với đội bóng mới. Cuộc đàm phán giữa MU và Inter kéo dài vài tuần nhưng hai đội đã đạt thỏa thuận về phí chuyển nhượng Onana với 62 triệu đô la, trong đó 57 triệu trả trước. Tình hình tài chính khó khăn của Inter khiến họ phải bán Onana chỉ sau một mùa. Thủ môn người Cameroon háo hức khi gia nhập Man United nhưng cũng cảm thấy không có vấn đề gì nếu như phải ở lại. Tôi không có vấn đề gì trong thời gian ở Inter, ngược lại là đằng khác, anh nói. Những kinh nghiệm của tôi với câu lạc bộ này thật kỳ diệu và khó diễn tả bằng lời. Inter đoạt hai danh hiệu nhỏ mùa giải trước và vào đến chung kết Champions League dù thua Man City. Anh muốn cùng với Man United vô địch Champions League, nhưng cũng hy vọng Inter làm được điều đó trong tương lai. Thủ môn 27 tuổi cũng bỏ ngỏ khả năng trở lại Milano. Cuộc sống luôn không lường trước được và biết đâu một ngày nào đó tôi sẽ trở về, anh nói. Onana ấn tượng bởi cổ động viên Inter và cho rằng anh có thể chu du khắp thế giới nhưng khó tìm được những khán giả cuồng nhiệt như vậy. Có những trận đấu tôi cảm giác đội hình không chỉ thi đấu với 11 người mà với 80.000 người, anh nói thêm. Tôi sẽ không quên trận bán kết thắng Milan tại Champions League hay kỷ niệm nhảy cùng cổ động viên mừng cúp Italia. Tôi cũng sẽ ghi nhớ những người bạn như Kahanoglu, Alex Kordas, Romelu Lukaku, Denzel Dumfries hay Sami Handanovic khi gia nhập MU. Onana trưởng thành, từ lâu đào tạo của Barca nên được đánh giá cao ở khả năng dùng chân chơi bóng. Anh thi đấu cho Ajax giai đoạn 2016-2022 trước khi gia nhập Inter theo diện cầu thủ tự do. Tại Man United, anh sẽ bắt chính thay cho David De Gea và muốn tiếp nối giai đoạn với những thủ môn tài năng tại Old Trafford từ Peter Schmeichel đến Edwin van der Sar và De Gea. Romano xác nhận MU chiêu mộ Arsen Disasi. Chia sẻ với Give Me Sport, nhà báo Fabrizio Romano đưa ra nhận định xoay quanh tương lai của trung vệ người Pháp. Man United đang hoạt động tích cực trên thị trường chuyển nhượng sau bản hợp đồng đầu tiên mang tên Mason Mount. Đội chủ sân Old Trafford chuẩn bị công bố thương vụ Andre Onana, MU chưa dừng lại. Huấn luyện viên Ten Hag cần bổ sung thêm một trung vệ mới trong bối cảnh tương lai của Harry Maguire không chắc chắn. Trang chủ của Man Đỏ thông báo trung vệ người Anh không còn đảm trách vai trò đội trưởng ở mùa giải 2023-2024. Điều này vô hình chung đặt tương lai của Maguire vào thế bất định. Theo báo chí xứ sương mù, ngôi sao 30 tuổi cân nhắc ra đi. Về phía Man United, đội chủ sân Old Trafford được liên hệ đến hàng loạt mục tiêu tiềm năng thời gian qua. Disasi nổi lên như ứng cử viên lý tưởng thay thế Maguire, cầu thủ người Pháp gây ấn tượng mạnh trong màu áo của AS Monaco. Chia sẻ với Give Me Sport, nhà báo uy tín Fabrizio Romano đưa ra nhận định. MU đã nói chuyện với người đại diện của cậu ấy, Newcastle United có cuộc đàm phán với người đại diện của cậu Disasi, rất muốn chuyển đến Premier League, do đó khả năng thương vụ này xảy ra rất cao. Vấn đề còn lại phụ thuộc vào AS Monaco. Họ vừa bổ nhiệm giám đốc bóng đá mới là Thiago Scuro. Frank Mitchell không còn phụ trách công tác chuyển nhượng. Công việc được bàn giao lại cho Thiago Scuro. Tương lai của Greenwood bị đặt dấu hỏi lớn. MU vẫn chưa có ý định cho Greenwood cơ hội được thể hiện ở chuyến du đấu trên đất Hoa Kỳ. Trong tháng 7, họ sẽ có 4 trận giao hữu trên đất Mỹ gặp các đối thủ như Arsenal, Wrexham, Real Madrid và Dortmund. Những trận đấu này có ý nghĩa lớn để ông Ten Hag thử nghiệm đội hình khi mà những ngôi sao sáng giá nhất đội dự kiến sẽ tham gia chuyến du đấu. Tuy nhiên, Greenwood lại là trường hợp ngoại lệ. The Athletic tiết lộ rằng dù cho Greenwood đã được tuyên bố vô tội sau cáo buộc hành hung bạn gái, ngôi sao trẻ này vẫn bị quỷ đỏ cho ra gì ở chuyến du đấu tại Mỹ. Đây là điều rất đáng tiếc bởi nếu như được thi đấu, Greenwood sẽ lấy lại được phần nào sự tự tin cũng như cảm giác chơi bóng. Thay vào đó, MU sẽ để ngôi sao người Anh ở lại và anh sẽ phải tự tập luyện một mình. Họ từng ra tuyên bố vào tháng 2 rằng có những cuộc điều tra, đánh giá Greenwood để có thể tiến hành những bước tiếp theo. Nhưng tới hiện tại, mọi thứ vẫn dậm chân tại chỗ. Greenwood vẫn chưa thể lường trước được tương lai bản thân. Hiện MU tính việc để Greenwood sang giải đấu khác tại châu Âu dưới dạng chờ mượn. Họ hiểu rằng cho cầu thủ 21 tuổi ở lại ngoài hàng Anh sau quãng thời gian dài nghỉ thi đấu là điều vô cùng mạo hiểm. MU muốn đưa Greenwood sang Atalanta dưới dạng chờ mượn, từ đó thúc đẩy được quá trình chiêu mộ tiền đạo có biệt danh Haaland mới là Rasmus Højlund. Tuy nhiên phía đại diện Serie A lại không quan tâm chuyện đó, thứ duy nhất họ cần là 86 triệu bảng cho thương vụ Højlund. Greenwood nổi lên trong vài năm gần đây với tài năng sân bàn ấn tượng. Điều đặc biệt nhất từ ngôi sao này là kỹ năng sử dụng thuần thục hai chân và anh đã ra sân 129 trận cho MU, ghi được 35 bàn. Nhà Glazer trả giá cực đắt,
MU chắc chắn đón chủ mới. Sự chậm trễ của nhà Glazer trong thương vụ đổi chủ của MU không chỉ ảnh hưởng tới câu lạc bộ mà còn có thể khiến chính họ phải trả giá đắt. Đã 237 ngày trôi qua kể từ khi nhà Glazer công bố ý định bán lại Man United, nhưng tới nay đội chủ sân Old Trafford vẫn chưa có chủ mới. Sự chậm trễ dù có là vô tình hay làm ngơ có chủ ý của những ông chủ người Mỹ chắc chắn đang khiến các cổ động viên của MU khó chịu. Theo Mirror, nhiều người hâm mộ đã lên mạng xã hội để chút giận lên nhà Glazer. Một bộ phận không nhỏ thậm chí đang kêu gọi tẩy chay các sản phẩm của Adidas, đối tác của Man Đỏ, bao gồm cả áo đấu mới của câu lạc bộ cho đến khi việc đổi chủ được hoàn tất. Nếu như tình trạng này xảy ra kéo dài, kế hoạch của huấn luyện viên Ten Hag chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Bởi lẽ họ đã vốn đang bị hạn chế chi tiêu do vi phạm công bằng tài chính. Việc kiếm thêm doanh thu là bắt buộc để có thể nới rộng ngân sách chuyển nhượng. Do đó, nếu như hoạt động kinh doanh của câu lạc bộ và đối tác bị đình trệ, dòng tiền đổ vào cho huấn luyện viên Ten Hag sắm tân binh cũng sẽ ít đi. Nhưng không chỉ MU, nhà Glazer cũng đang có nguy cơ phải trả giá vì thái độ chậm trễ của họ. Theo Mirror, nếu như không bán lại câu lạc bộ cho bất cứ nhà thầu nào trong số Sassim hay Sir Jim Ratcliffe, chủ hiện tại của MU có thể phải ra hầu tòa vì tội thao túng thị trường. Trước đó thì tin tức nhà Glazer giao bán MU hay tin đồn người Qatar giành quyền tiếp quản đã không ít lần giúp cổ phiếu của câu lạc bộ này tăng trưởng. Còn nếu như chọn bán cho Jim Ratcliffe, nhà Glazer cũng sẽ bị các cổ đông thiểu số của MU kiện. Bởi lẽ tỷ phú người Anh chỉ mua lại cổ phần của các ông chủ người Mỹ này, khi đó số cổ đông còn lại cũng sẽ chẳng được hưởng lợi ích gì sau thời gian dài chờ đợi. Phương án hiện tại chỉ có thể là bán MU cho người Qatar. Tuy nhiên, theo The Athletic, cuộc đàm phán đã không có tiến triển gì trong tháng này, bất chấp Sheikh Jassim vẫn được coi là người dẫn đầu trong cuộc đua giành quyền sở hữu MU. Lời đề nghị gần nhất từ phía Jassim trị giá 6 tỷ bảng hiện vẫn nằm trên bàn đàm phán kể từ đầu tháng 6. Người Qatar dự kiến sẽ không rút lui nhưng cũng sẽ không nâng giá thêm.